nước dừa nhẫn lá nó là nó hốt hồi nó giác bó rồi đó. Ừ. Đó câu mùa đẻn à. Mùa đẻn à. Đẻn với mùa lịch. Không sang lắm. Ừ. Không phải câu có phim này đâu. Mà bữa nay dưới sông còn cua không á? Cua câu đó câu dữ lắm. Mà đó bắt cua là phải mà bắt cua nhỏ, cua bự đó, ý cua nhỏ đâu. Ừ, cua bự mới bắt chứ cua nhỏ ai bắt làm cái gì? Lựa con nào bự mới bắt. Ừ. Còn con nào nhỏ xả. Xả xuống lại. Đi sông đó. À, à. Ý sông mà sang vậy đó. Rồi, kín phát rồi. Kệ đó, cứ bỏ vô trong xô đi. Để. Bự. Ôi. À bự. Dễ lên nhé. To luôn. Đây. Rồi, cắm lại. Cho nó chạy đầy luôn. Bây giờ nó kẹt. Cua được cái cá em? Cua được. Này cũng được cái gì em, được không? Đó, hơn trăm gram. Trăm gram à? Thả xuống à, thả đi, thả cái đó.
Hoa hả? Giờ nổi không? Đứng làm sao cho nó cái thế nữa. Kéo nó lùi rất ao luôn đó nha. Từ từ để nó tới gần em nè. Đó. Ơi, giỏi rồi. Giỏi hả? Dân thành phố mà coi như là cũng dám mà. Bắt luôn đi, thôi, giỏi bắt luôn. Nhỏ xíu à, thả đi. Thả đứng chết ra đây. Tha tội mày nha. Vũ, em dễ là Vũ. Đó. Quăng ra, quăng ngồi ra. Quăng xa ra, đó. Nữa. Quăng ra nữa. Trời, chết. Rồi. Rồi, cái lỗ cũ đó. Chết rồi, cắm này. Cắm này còn gì ăn. Rồi, mai như đi câu một mình nha. Có luôn. Vớt lên, vớt lên, vớt lên, vớt. Vớt. Wow. Nhỏ hả lớn? Nhỏ, tha tội. Em cũng được mà tha. Cũng to mà. Nè, vàng ươm. Cô đó chắc lắm đấy. Con nhỏ quá hả? Chi nữa nó cũng còn đó, nó cũng tới nó không phá nữa. À quên ha. Cầm chỗ khác, cầm qua bên bờ. Thôi kệ nó, để nó đi. Để mình để bên bờ này dễ thăm. Giá cái vợt đi ngó ngon nha. Thấy cái vợt lại cho nó. Nhỏ quá. Nhỏ quá hả? Dễ dễ. Rồi. Nhỏ quá. Nhỏ. Ăn mồi. Rộng với vuông rồi. Rộng rồi. Rộng với vuông luôn. Wow, toàn là được. Không mà mà. Oh, đã. Dỡ lên thưa em, dỡ lên thưa em, dỡ lên. Bắt không con đó bắt không? Bắt bỏ thùng đi, bắt bỏ thùng lấy một con là bỏ vô đi em. Mình kiếm ra nó cũng to à. Giật quá, giật giật cái giật đây nhé. Quát lên luôn. Rồi, cho vô luôn. Cua này chắc lắm hả không? Con này được mà gì hả? Được không? Được. Cái hay con cua. Ơ, bự. Cua gạch luôn hả? À, cua gạch. Gạch luôn. Kẹp mỏng rồi. À, rồi. Quay luôn. Quay luôn hả?
hai con chút. Con à? Hai con. Có con rạch mà không biết con cái mà không biết rạch mà. Gạch không? Gạch cũng nó bắt y. Nhỏ quá. Nhỏ quá nó bắt y. À. Từ 300 gram sắp lên nó mới bắt cua sơ cua gạch. Yeah. Dưới 300 gram bắt cua y. 300 gram. Còn 200 gram. Nó cua hả? Bước bao nhiêu rồi? Bắt được 2 con hả? Mua này dễ hả? Nhìn nó biết nghe mà. Đó, mua tôm mà bao nhiêu con ký này nhìn. Như cái con này nó có gạch là nó không có lớn nữa hả em? Không, nó có lớn. Khi mà cua nó đã lên gạch rồi nó không lớn nữa. Cho nên nhỏ lớn gì cũng bắt hết hả? Nhỏ lớn cũng bắt nó lên gạch rồi là xong rồi. À, tức là nó không lớn nữa. Hay ha. Còn đây chắc không được quá. Con câu được con, con mình câu được đó phải không? Lần đầu tiên trong đời phải không? Không có, hồi nãy bắt con kia mà à, đó nó cũng vàng ươm nè, vàng này, cái này cũng vàng nè. Để chỉ nó đớp cho cả vàng một cái nó đớp thiệt hay chứ không dễ mà nhìn lắm đó cũng làm đi.